tuổi bản thân thôi, tại vì cái số mình không được may như người ta thôi, thì số mình số đen, người ta lại người ta đo số đỏ, Đen đỏ là giống quánh bài quá vậy. ngày thì cũng như là ý tôi nói như là không hiểu cái câu nói thì chạy tôi dốt tôi nói vậy đó, chứ thì người ta đỏ thì người ta giàu, còn tôi đen tôi nghèo, đem mì ra nấu, còn không có thì ăn cơm vắt chiều đó, sáng còn cơm nguội đó, mình đổ nước vô luộc cháo lại ăn. Trời. Vậy chứ bây giờ tiền bạc không có rồi, ở đâu qua ra ngồi quán xá người ta nói trời bụng phách nghèo phách đi ăn Uống quán nữa. ly cà phê là nhu cầu của mình thôi, có gì đâu Thôi hết. không được. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì các anh em vẫn đang có mặt tại huyện vị thủy của tỉnh Hậu Giang, và hôm nay là ngày thứ ba, các anh thợ vẫn đang gấp rút hoàn thành cái công trình. Sau ngày hôm nay thì ngày mai thì các anh hợp thợ hồ sẽ từ Cà Mau chạy lên đây để mà dán gạch men cho cái ngôi nhà cô bác quý anh chị. Và ở bên trong ngôi nhà thì anh Vũ hoàn thành nốt cái phần còn lại của sắt, đó là làm cái phòng này cô bác quý anh chị, cũng như hàng những cái hạng mục còn lại. Và các anh thợ cũng đang đi điện ở trong nhà nè. Và ngày hôm nay thôi thì cũng sẽ xong cái phần thô ở trên của ngôi nhà ha cô bác anh chị. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ, và tí xíu nữa đây á thì sẽ bàn giao cái số tiền cho anh Vũ luôn để mà kết thúc cái phần làm sắt á. Rất là nhiều cô bác anh chị là làm cho rằng là làm cái ngôi nhà này rất là đẹp, đẹp luôn cả cái phần la phong và cái phần ở bên trong. Ngôi nhà này á thì chỉ hoàn thành hơn 90% thôi, và cái phần quan trọng là phần gạch đó để cho sáng ngôi nhà, cũng như là cái phần đi điện chưa có xong, nên là nữ là mình sẽ còn nhìn thấy nó rất là bề bộn hả cô bác anh chị. Rồi bây giờ hàng luôn rồi, phải chui qua đúng không Linh? Sao cản anh lại? Động lắm. Và phần phần dắp phòng á thì sẽ là giả gỗ, alu giả gỗ hả cô bác anh chị. Tính là làm 2 ngày xong, nhưng mà hôm nay thì anh Vũ làm gần buổi sáng hôm nay nữa thì mới xong. Hổm ngày thì các anh em cũng ở trọ đằng cách đây khoảng hơn mười mấy cây ngay tại thành phố Vị Thanh đó. Nay xong chưa anh? Nay đã xong anh. Vậy hả? Uống nước dừa nữa không? Em mới uống trái này nè. Uống thêm trái nữa thì mai xong. Anh Vũ anh nói là biết sao cô báo anh chị, anh Vũ anh nói là đáng lý là xong ngày hôm qua, nhưng mà cô á nội của Kim Chi rất là nhiệt tình, đãi nước dừa rồi đãi cà phê, các anh thợ lâu uống không lo làm. Vậy là anh vui hay buồn? Dạ vui vui theo. Dạ gì kiếm được cái nhà mà cô bá nhiệt tình lắm vậy. Dạ dạ anh Vũ, cái phòng này là bề ngang là 3,5 m hả? Dạ đúng rồi, chiều này 3,5 m nè. Dạ chiều vô thì là 4 m. Sẽ còn một cái tin cực vui nữa, nhưng mà Bùi Hồ sẽ thông báo sau cho cái ngôi nhà này ha. Còn bây giờ đang làm phần thô á. Anh Vũ ơi, nếu như mình có một cái tivi thì mình gắn ở trong phòng hay gắn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn? Tại vì đường rồi con bé nó không có đi tới đi lui được, nó ở trong phòng á. Nó nhìn gắn ở trong phòng thì cho con bé nó coi nhiều hơn. Dạ, thì gắn gắn ở trong phòng thì nó sẽ tiện hơn. Tại cái phòng này nó lớn lắm, nó lớn. Dạ lớn, nó rộng lắm. Rộng lắm, để đi một cái tủ quần áo nữa. Tủ quần áo cũng bình thường. Với lại một cái bàn học nữa vẫn bình thường, đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Đi làm xa thì có khó khăn gì không? Cũng khó khăn nhưng mà mình cũng gắng thuyết phục. Khó khăn nhất là gì? Ăn uống hay là chỗ ở? Khó khăn nhất là mình mua đồ di chuyển thôi, còn cái chuyện ăn uống thì nó cũng có bà gì bà lo hết rồi. Dạ dạ. Vậy là đây buổi sáng xong không? Buổi sáng cái phần của em chắc xong, còn cái đó mấy em của em cũng đang làm đó. Dạ hả? Chắc động lại cái có 1 giờ của anh đó. Dạ hả? Dạ dạ là chiều nay là xong này là mình sẽ đi xuống Cà Mau luôn. Dạ đúng rồi. Đó nên là nữa là có nhiều cô bác quý anh chị hỏi tại sao là nhà Kim Chi lại làm gấp rút đến như vậy, thì thông tin là tại các anh thợ sẽ làm ở đây xong là xuống. Anh Hợp đang làm ở Cà Mau á, làm cái phần nền đó ở Cà Mau, nên là thử anh làm xuống đây thì anh Hợp cũng hoàn thành ở dưới xong. Dạ. Thì anh Vũ sẽ xuống dưới gáp cái phần tiền chế ở trên, thì hai cái nó sẽ phối hợp nó rất là nhịp nhàng luôn ha. Dạ. Rồi ngày ngày mai này thì anh Hợp sẽ làm cái phần nền này nè. Gạch hồi sáng các anh em cũng đã chọn một cái màu rồi, và cái màu đó thì bí mật anh Vũ ha. Dạ dạ. Lót lên thì cô bác anh chị sẽ thấy. Cái phòng rất là, nhà thì rất là cao thoáng và đồng, gọi là đồng thanh đồng ngũ, la phong rất là đẹp luôn. Anh Vũ ảnh hàng một cái mặt khải đằng trước thì nó rất là thoáng, kéo cái tấm màn thôi là nó đã
đẹp rồi. Tuy nhiên thì để cho nó cứ hơi kín đáo tí xíu á thì sẽ hàn một cái miếng dựng lên chính tấc. Chính tấc đó, từ ở dưới đất lên, từ ở dưới mặt nền lên trên là chính tấc, cho nó vừa có kín đáo mà vừa có ở trên nó có thoáng mát, có gió luôn Thành Vũ ha. Dạ, dạ. Cái phần đó phát sinh đi bao nhiêu tiền thì có thể nói với em rồi nữa em bổ sung thêm. Dạ dạ ha. Dạ rồi. Dạ. Cái này cô bác quý anh chị thấy này trống không? Không phải là chừa trống vậy đâu mà còn cái mái nhà ở đằng sau nữa đúng không anh? Dạ đúng rồi. Và chừng nữa anh Vũ sẽ để cái phần này để mà lấy gió. Và mái nhà đằng sau nữa thì nó sẽ lòn gió vô cho nó cao chứ không phải là chừa như đúng vậy. Đúng rồi nè, hai cây đi ngang vậy nè. Là dạ. Coi như có cái bảo vệ vậy đó. Dạ. Nói chung là ngôi nhà này rất là rộng, rất là thoáng luôn. Dạ. Hôm trước dỡ nhà ra nếu như mà không kịp thời cắt ngôi nhà này thì ngôi nhà cũ ở được bao nhiêu năm? Cây nó mục hết trơn anh ơi. Cái nhà cây đó anh để tạm tạm thì sống cũng được 3-4 năm mà khi anh tháo ra là gãy chặt. Vậy hết hả? Dạ. Nhà cây thì nó đặc thù là cây, nó vậy á. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng tháo ra là nó hư. Cũng những ngày qua thì cũng nhận được sự rất là nhiều sự ủng hộ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ha. Bây giờ mình đi ra sao mình để cho anh Vũ làm đi, để cho kịp 1 giờ nữa thôi, bữa nay anh ở đây nữa. Dạ. Ở đây uống dừa nữa. Dạ. Ở đây cái cửa ở đây rất là rộng luôn. Tối sáng rồi cô để trong hai quầy nữa. Đây, này alu giả gỗ ha. Này sau khi anh đóng xong á thì mới mở ra. Sợ. Dạ, sợ nó bị nó không bị sắt chạy. Nó bị chạy. Đó, đẹp không? Đó. Bắn xong hết rồi thả ra luôn. Dạ. Đẹp quá. Đây, cái phần này sau là bắn dầm công không luôn nè. Chứ đáng lý ra này là chủ nhà làm hay chú ha? Ờ là mắt mũi của cái anh đợi nữa nè. Hơn mũi nữa. Dạ. Dừng má đó nữa. À là bắn cái phần tôn ra là người lấy tôn cũ là bắn thẳng ra ngoài sau luôn. Ha. Cách nhảy giống luôn. Cao như thế này đỡ nóng hơn nhà cũ nhiều lắm á. Cũng vậy nè, cũng nứt cũng ấy thôi, còn nó không nứt hết. Dạ. Cái nhà vệ sinh là nhìn thương nhất luôn á, đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Đâu có cái cửa gì đâu. Anh Vũ ảnh nó tí xíu nữa anh làm luôn cái phần cửa cho nhà vệ sinh đó. Chắc ra gặp chú tí xíu đi ha. Ok em. Đây cái giường này còn sử dụng được, còn cái giường của bà nội Kim Chi là không sử dụng được gì luôn. Làm gì vậy chú? Đang rửa rau đặng hồi dùng chú ơi. Rau này mình làm cái gì? Rửa sạch đặng ăn sống. Ăn sống. Hôm nay thì cô đi chợ tốn hết nhiêu tiền nữa rồi? Cái này bả mua tôi cũng không rành á chú. Rau này là chú hái hay là vợ hái? Tôi đi hái. Chú đi hái. Dạ. Sao bữa nay công việc của cô chú làm luôn rồi? Bị bả bếp nút ở đây, tôi phải đi tiếp bả cái vụ này. Dạ, làm gì có quạo quọ vô không? Dạ không. Trời ơi, đi để tiếp vợ con một tay thì đâu có quạo được. Dạ, không có quạo được ha. Dạ. Hồi tối có ngủ được không? Hôm cũng tới 12 giờ mấy mới nằm nghỉ được chút kìa chú ơi. Mà bình thường thì mấy giờ chú ngủ rồi? Bình thường thì 8-9 giờ, 7-8 giờ ngủ khi nặng sáng dậy sớm là làm cũng chuyện rồi. Hồi tối này mình ngủ 12 giờ mới ngủ. Dạ. Sáng mấy giờ thức? Sáng là 5 giờ mấy rồi thức. Dạ. Là do mấy ông thợ này ông ăn uống nhiều quá rồi mình lo hay sao ạ? À? Dạ không phải. Tại mình thức tranh thủ để làm cho nó mau rồi công chuyện. Con thấy thợ làm chú có làm gì đâu. Thì ra vô dẹp dọn hay là làm nước nôi chuẩn bị để anh em á. Dạ, nói chơi vậy giỡn với chú vậy á. Dạ, biết. Nhưng mà là hôm qua là ngủ không được là không phải là một là lo cho các anh thợ là một lẻ rồi. Dạ. Còn hai á là có nhà mới mà ngủ không được đúng không? Dạ, đúng. Rồi sao hôm qua là cô chú có thỏ thẻ gì không? Mà sao anh em của tụi con về nghe cảm giác vui vui vậy? Thì trước tiên thì được cái nhà rồi mừng quá thì... Thì tôi bả thì phải vui lên chứ đâu có buồn phiền nữa. Đâu buồn phiền nữa hả? Dạ. Hôm đó nay là không có nhà lo dữ không chú? Lo. Bị nó mưa hàng ngày nó chảy dột rồi cái chỗ nó học bài ướt hết rồi cũng gầu.
Rồi bây giờ được mấy chú cho được cái ngôi nhà ngon là lặn ngon vậy thì hết dột thì ngon rồi. Mừng lắm rồi. Còn hơn trúng số nữa. Dạ, hơn nhiều. Hơn giữa cho trúng đặc biệt với lại có ngôi nhà như thế này thích nào hơn? Ôi, khoái ngôi nhà hơn trúng đặc biệt. Sao vậy? Bị hồi nào giờ không có mơ. Chú không mơ hả? Dạ. Rồi sáng nay chú cho các anh thợ ăn gì? Thì sáng bả đi chợ mua hình như giò heo rồi hầm ăn. Trời. Rồi chú kêu mua cá lóc kho nặng chấm rau gì nào không biết, bả có mua không biết. Ý con nói là cá lóc hôm qua còn thì thôi mình cứ kho hoặc là mình chiên lại rồi hái rau muống vô rồi bạn của con nè là có mua ngồng tỏi vô nữa nên khỏi mua gì. Dạ. Dạ mà sáng nay con điện cô không nghe rồi cô đi mua hết trơn rồi. Mua rồi. Tốn hết nhiêu tiền nữa rồi. Cái đó là phần bả mua tôi cũng không rành đó chú. Dạ. 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 Vì bả đi chợ bả mua mà. Dạ. Sáng nay chú có đi mua hai trái bưởi để cho mấy anh em kìa. Mua hai trái bưởi luôn hả? Dạ. Trời ơi. Hai trái bưởi là làm bao như nhiêu? Thấy bả gọt ra nãy chưa đãi mấy chú hả? Trời ơi bà này. Đâm muối ớt rồi đâu đó mà chưa đãi cho mấy chú ăn nữa. Đem ra rồi. Rồi hả? Dạ. Dạ. Mà tụi con chưa kịp ăn thôi. Dạ dạ. Ăn nó cũng đau lòng quá. Ôi gì đâu mà đau chú. Chú chứ ăn bây... còn chứ tôi ăn hết. Thì sao vậy? Bị vậy chú ăn vẫn còn tiếng tâm của chú mới được tới đây còn của tôi đâu có đâu. Ăn là mang nợ đó. Bây giờ dân Đồng Tháp nói bây giờ dân Đồng Tháp xuống trái cây dừa thì không cũng không còn mà bây giờ cốc cũng muốn gần trụi luôn. Bây giờ mua thêm hai trái bưởi nữa trời. Chặt thêm ba quả dừa nữa. Rồi đồn dân Đồng Tháp xuống đi quá trời ăn. Ồ vậy mà vui chú ơi. Hao con thấy hao chứ vui cái gì? Hãy thấy gì mà vui, hao mà vui. Bây giờ ở nửa tháng chịu không? Chịu. Đập mồi. Chịu đúng không? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Dễ gì buồn. Dễ gì buồn. Không ngày không dân lưới có buồn không chú? Cái công chuyện lu bu quá thử đâu có buồn ra thả được. Chú năm nay là bao nhiêu rồi? Con quên. Năm sáu. Năm sáu. Năm sáu tuổi mới được có được cái ngôi nhà ấm cúng ha. Dạ, dạ. Vậy chứ đối với chú á thì được mạnh thường quân chung tay á, ngôi nhà của chú là ngôi nhà không dám mơ, tại vì dạ. Dù có mơ cũng không có được. Dạ. Nên là nữ là trúng số á thì nó còn mai gửi đúng không, còn có cơ hội, nhưng mà đối với chú thì có được cái ngôi nhà như thời điểm này là không phải là một điều dễ dàng. Dạ đúng. Dạ. Thật ra là bản thân của Bùi Hồ cũng như các anh em rất là mừng khi được trong thời gian khoảng 3 ngày thôi thì quý mạnh thường quân chung tay sẵn sàng làm cho chú cũng như là cô và bé Kim Chi có một ngôi nhà ấm áp như thế này. Yeah. Lần đầu tiên mà quay thì không có cô với chú ở nhà phải đi ruộng đi gãy á, ở ngoài sau vườn á. Yeah. Chú thì phải giăng lưới còn cô phải đi hái rau. Yeah. Mà ở nhà chỉ có mình bé Kim Chi lủi thủi, may mắn này có cô hàng xóm kế bên tốt bụng đưa duyên dẫn lối mà đến đây mới gặp được chú đến thời điểm này. Dạ. Làm thành thử ra là nguyên buồn dừa cũng không còn trái nào. nhắc dừa nữa. Sao? Thôi bây giờ gì nè, tụi con cái gì cũng vui á, món ăn vật chất thì có rồi nhưng mà thiếu cái món ăn tinh thần thôi. Lên câu vọng cổ cho bà con cô bác nghe bên cái bờ sông Sò No này cho nó vui vui. Chứ bây giờ chú mà không hát là tụi con ăn cũng không vui nữa. Trời ơi chú nói gì chết tôi rồi. Bây giờ đường nào mà chú không hát được đúng không? Bây giờ là hồi này nào là... giờ không có biết mày cá. Cô chú là khắp thế giới đang xem luôn á. Thì biết dằn vậy mà. Bây giờ lên câu vọng cổ nữa, câu chuột cắn mối cắn gì cũng được á. Chuột cắn mối cắn. Hồi nào giờ đâu không biết bài bán gì đâu mà cá. Không lẽ cô nói dốc con. Cô dốc nói dốc. Là chú ca ngày xưa là mê giọng hát của chú. Chú không có đẹp trai mà mê giọng hát thành nữ ra là tới giờ luôn á. Ôi bà nói cho chú nghe vậy thôi bà hết chuyện rồi đó. Hết đâu hết. Lên câu vọng cổ thôi. Không được. Sao nói bữa khi nào mà uống được ly rượu đi tôi hát cho mà nghe. Dạ. Vậy là đó là rượu hát hay là chú hát? Tại vì có rượu nó vô nó mới nhớ. À. Chú thì không biết chạy xe nè. Dạ.
thì nó sẽ thích hợp với cái bài Tình Anh Bắn Chiếu đi nghĩa của mà. Đúng rồi. Rồi Tình Anh Bắn Chiếu đi chú, một câu đi. Không được. Không được. Đó mới nói là có cái ghe, cái ghe chiếu đó kìa. Có ghe kìa, ngày xưa là chú có đi học không? Đi học hả? Dạ. Không, nói nghèo quá đi không có lo nổi, không học được. Chú không có đi học lớp luôn ha? Không. Là chú không có biết chữ luôn. Nên là nữ là chú sống dưới sông nước này quen rồi. Dạ. Rồi nên không có biết chữ, chỉ nghe lốm lỗm thành nữ là bài bản thì nó cũng không có nhớ nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Toàn là nghe nó hát trong vô tiếng rồi nè. Dạ. Radio chứ cái vô tiếng con thấy cùi quá rồi. Vô tiếng rồi hồi năm 1977-78 tới giờ sao á. Dạ. Đúng không? Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Không nhớ nữa. Nhà mình có quá bao giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái tivi mới không? Dạ đâu dám mơ đâu chú ơi. Trời ơi, cơm gạo còn họ ta hụt lên hụt xuống này là đâu có để mơ ước mà có tiền mua cái tivi để xem đâu. Bây giờ con nói thật với chú như thế này nè. Dạ. Người ta nói là nhà khó khăn á thì vợ chồng nó dễ sinh chuyện đó. Là có lúc nào mà hai vợ chồng ở trong nhà khó khăn, mưa đi làm về thì không có cơm ăn, mưa thì dột mà tiền thì không có. Thì có bao giờ hai vợ chồng cáu gắt lên không? Dạ không. Dạ. Vì hoàn cảnh nghèo thì vợ chồng đồng lòng với nhau để vượt qua. Chứ khó khăn nhặt mắt với nhau làm gì đâu cũng đâu có lợi ích gì cho mình đâu chú. Dạ. Cực khổ quá vậy thì mình đi về thấy người ta đi đây đi đó rồi mình lam lụng đầu tắt mặt tối vậy á mà chỉ có được vài ba đồng mà. Có khi nào mình bi quan không chú? Không có đâu. Mình nghĩ mình tuổi bản thân thôi, tại vì cái số mình không được may như người ta thôi. Thì số mình số đen, người ta đo số đỏ. Đen đỏ là giống bánh bài quá vậy. Nghe thì cũng như là ý tôi nói như là không hiểu cái câu nói thì chạy tôi dốt tôi nói vậy đó chứ. Dạ. Thì người ta đỏ thì người ta giàu, còn tôi đen tôi nghèo. Dạ. Bây giờ là mình đỏ hay là đen rồi? Bây giờ cũng còn vẫn đen chú ơi. Con thấy bây giờ đỏ lên rồi đó. Đỏ hả? Bị này chú giúp đỡ thì được cái ngôi nhà thì nó sang trang lên rồi, đẹp rồi. Bây giờ đỏ hay đen? Đỏ lại rồi. Đỏ lại. Dạ, có mấy anh em của tụi con mới đen nè. Đi ngoài đường giết đen. Nắng đen ha. Dạ, ăn nắng giết nó đen. Dạ. Con hỏi chú là gì nè. Hôm qua cô có nói với tụi con câu là ông chồng tôi là nghèo nhất thế giới luôn á. Dạ. Là ngày xưa sao mà cô nói câu vậy con không hiểu á. Thì hoàn cảnh nghèo thì không có bằng ai. Ngày xưa có đám cưới hỏi không chú? Có. Kiểu như là mảnh đưa qua đây rước rồi xuống ngập đám mình này là tụi mình tôi thì cũng có làm sơ sài là nghèo mà. Rồi bên đây thì còn cũng làm sơ sơ lại rồi tắt hợp mà chứ không có kiểu làm nên đình như người ta. Có nghĩa là dám nhà mặt với nhau thôi chứ không có làm đám lên đình tại nhà khổ quá. Nghèo. Đó thì như quả nói của hổng là bà chia sẻ với chú bên đấy cho được bộ đồ với năm phân vàng làm đo bông là rồi đó. Tại vì cái độ đẹp trai của chú đúng không? Không có hả? Không có. Cái số duyên nợ làm sao chứ. Chứ thằng lẽ bả cũng theo người khác cũng kiểu không có duyên nợ không có thành đâu. Bởi vì bả chê tôi cù lần không có biết chữ dốt. Cù lần là sao con không hiểu? Cù lần là cứ như quê mùa không có biết gì hết trơn á. Gọi là cù lần. Dạ. Cô báo với chị hiểu cái từ cù lần chưa? Cù lần nó giống như là hồi đó giờ mình không có xe xua không gì hết á, đúng không? Dạ. Rồi hôm nay là hết cù lần chưa? Nhờ mấy chú giúp đỡ thì cũng đỡ lại rồi. Đỡ lại rồi. Mấy thấy mấy người Đồng Tháp là thấy dễ thương hay là dễ ghét? Thương chứ sao ghét được. Đã từ chảnh mà lặn lội xuống tới đây để giúp đỡ cho mình mà thương không hết nữa làm gì cái vụ ghét. Đội con đi xe chứ không có đi sông đâu mà lặn lội. Thì ý như lặn lội đi xe thì cũng vậy thôi, tại cái câu nói của bà già xưa tôi để lại mà. Dạ, lặn lội là tao mới xuồng tao mới lặn chứ, tao với lội đúng không? Tụi con là chạy đi thôi. Dạ. Nói vậy chứ bây giờ đường xá này cũng thông thoáng rồi. Từ ở trên Đồng Tháp tụi con xuống đây khoảng chừng hơn 2 tiếng thôi.
Chứ ngày xưa mà khi mà chưa mở đường á, mà từ Đồng Tháp mà nói đi xuống Hậu Giang đi bằng ghe hoặc là đón xe á, là phải từ một ngày. Đó, mà đến thời điểm bây giờ phải gọi là hội tụ đủ duyên lành, gặp được Toàn giới thiệu cho con về cái hoàn cảnh của gia đình của mình á. Nên là nữ là mấy anh em mới biết hoàn cảnh của chú, chứ tụi con là dân địa phương khác. Đến mà Toàn thì ở đây thì cũng biết nhiều cái hoàn cảnh khó khăn á. Nên là nữ là chia sẻ cho anh em của tụi con. Và cũng may mắn á, là khi mà chia sẻ đoạn clip của chú lên á, thì được rất là nhiều cô chú anh chị mạnh thường quân thương. Thương vì cái nỗi vất vả của ông bà nội, thương vì không có tiền nhưng mà vẫn cố gắng lo cho cháu mình đi học. Thương vì bà nội hàng ngày phải bỏ cháu mình ở trong cái chiếc sọt chạy đi đến trường, vừa chạy vừa bán rau. Nên là nữ là nó lay động đến nhiều cô chú anh chị, nên là nữ là mới được sự giúp đỡ như vậy. Chứ không phải là cái hoàn cảnh nào mà chia sẻ lên một hai ngày thì phải có nhiều, cũng có nhiều mạnh thường quân giống như vậy, đó là thật sự. Và thương thêm cái nữa là chú rất là thật thà. Hiền từ, ở nhà làm nội trợ cho vợ, còn vợ thì làm ngoại trợ. Vợ kiếm tiền còn chồng ở nhà, thấy thương ghê á. Hồi đó giờ có đi chợ ăn cháo với chú với cô, có khi nào ra chợ hai vợ chồng ngồi ăn cháo được không? Dạ không. Không luôn hả? Để sáng ăn gì? Thường thường nếu mà ở nhà có mì thì đem mì ra nấu, còn không có thì ăn cơm giấc chiều đó, sáng còn cơm nguội đó, mình đổ nước vô luộc cháo rồi ăn. Trời, chị với bây giờ tiền bạc không có, ở đâu ra ngồi quán xá người ta nói trời bụng phách, nghèo phách, ăn quán. Uống ly cà phê là nhu cầu của mình thôi, có gì đâu phách. Không được, dạng cái đồng tiền mình khó kiếm hơi khó lắm, thử không dám ăn cháo rồi uống cà phê, sợ ra ngoài quán sợ ta nói hả chú? Cái khổ đi tới đâu ta không biết, mình nghèo rồi mình ra ngồi quán thôi, nó trần nó khách mà không có tiền ngồi quán nữa. Có khi nào đi ngang một cái quán đó chú thấy người ta ngồi chú muốn lủi vô ngồi nhưng mà sợ vì mình nghèo quá không? Không dám dòm nữa chứ. Không dám dòm luôn hả? Đi ngang là quánh mặt gì hay là cúi đầu xuống đi thôi. Trời ơi trời, nghe nói thương như vậy. Rồi có bao giờ người ta dắt vợ người ta đi ăn sáng, đi chợ ăn sáng, vợ mình phải đi chạy vậy còn mình phải đi giăng lưới giăng câu rồi á, rồi mình thấy mình tuổi không chứ? Không, vì cái hoàn cảnh mình vậy thì đâu có tuổi được, mình cũng phải gắng bươi vào để kiếm mà ăn chứ mình đâu có dám buồn phiền. Ồ, cái chữ nghèo nó đeo bám đến chú đến thời điểm này gần 60 tuổi mà nghe chú nói mà tự nhiên anh em mình mũi lòng ha. Chú nói là nghèo quá là đi ngang quán cà phê là một là cúi đầu đi hoặc là nhìn chỗ khác hả? Dạ. Hồi đó do nghèo quá cũng không có bạn bè vậy luôn đúng không chú? Mà chê mình nghèo tôi đâu có chê. Khổ không? Ở đây bán một ly cà phê bao nhiêu? Bữa đợt đó có ông bên đây là ông bán có 5.000. 5.000 thôi mà cũng không dám lủi vô uống luôn. Bữa nào mấy chú cháu mình đi uống chịu không? Thì mai sao tụi con dám uống thì ví dụ như có mấy chú lại đây vì vợ tôi bả làm như ba thì như chú không cho đó, ra mua ví dụ như mua bịch rồi về pha ra cho mấy chú uống thôi chứ còn đâu có để đi lễ quán mà mua từ ly cho mấy chú đâu. Nghe nói mà thương ghê á. Cái nghèo đeo bám gần 60 năm rồi đi ngang quán cà phê, bản thân của mình muốn thưởng thức một quán ly cà phê người ta pha sẵn để uống nó như thế nào cũng không dám. Không dám không phải là vì không có tiền, mà đôi khi có tiền cũng không dám vô vì người ta sợ mình nghèo mà ngồi quán đúng không chú? Dạ. Bây giờ tự tin để đi quán chưa? Bây giờ làm như là không còn tự tin nữa mà không có quen, bây giờ nó quen vậy luôn rồi. Bây giờ có ở nhà có gì đi dùng mấy thôi chứ còn không có lại quán nữa. Mai mấy chú cháu mình đi nhà hàng ăn luôn nè. Thôi không dám. Trời ơi. Hồi đó giờ cái nơi xa nhất mà chú đi là ở đâu? Khỏi dòng vùng đất Hậu Giang này, xa nhất là chú đi tỉnh nào? Đâu có đi đâu đâu. Chỉ có đợt có đi hai cha con đi làm thuê cho người ta đi tới Cần Thơ đi khoan cọc nhầu. Đợt đó đi mà tôi làm sơ sẩy rồi cái xe cuốc cán tính chết luôn rồi. Cắn lên cái giò này nó ve lại tôi lo tôi khum rồi tôi kiếm mà cái sắt thằng tôi sai làm cũng chuyện á, rồi thằng kia nó chạy ẩu nó ve lại mà tôi không hay, cắn ve lại cắn tới lên tới gần tới đầu gối
thằng đứng nó coi kiểu gì giám sát gì đó. Rồi nó mới kêu, nó la, rồi thằng kia nó mới thấy dòm lại, thấy nó mới sững lại chứ thôi chết luôn. Ở đây anh em không có khai thác sâu về cái chuyện đời tư, nhưng mà để hiểu thêm về hoàn cảnh của một ai đó, hay là để cho cô bác với anh chị đồng cảm hơn á, thì có những cái mẫu chuyện ngồi tâm sự với nhau như thế này nè mới hiểu. Chứ không phải là đây là một cái chuyện mà khai thác về cái chuyện đào sâu về cái chuyện đời tư của một người nào đó quá sâu. Và khi mà trước khi mà các anh em quay clip thì hỏi cũng không có dám hỏi gì nhiều quá khứ nhiều. Mà đây là những cái câu chuyện rất là thật, thật của một người sống trong cái cảnh khổ, của một người nghèo, để cô bác của anh chị hiểu thêm, để biết trân quý cái cuộc sống này. Chứ không hiểu thì làm sao mà biết được, đúng không anh Một Đồng? Đúng rồi. Thôi bây giờ là không có nhà mới, con không dám đi uống cà phê luôn. Dạ không. Trời ơi trời, khổ dữ vậy. Rồi hổm gài là mấy ông Đồng Tháp em xuống là tốn tiền quá trời, hơn tiền uống cà phê luôn đó. Vậy mà vui chú ơi. Anh Út cảm nhận sao? Chú rất là thật là chắc quá. Nhưng mà sống thì chú với con thì sống rất là có tình người. Sáng thức dậy phải lặn lội đi hái từ cọng rau muống nè, cắt từ đọt bí nè. Dạ. Chứ là mua thêm 2 trái bưởi thiếu 100 mấy chục nghìn luôn á. Thiếu hả? 1 triệu rồi, hồi chiều mình đi ra gãy cho mà cắt rau nè, trả người ta. Ôi trời ơi, thôi bưởi đắng quá à. Bưởi đắng không ăn, con trả lại đi. Không. Chú chưa dùng sao chú biết đắng. Bao nhiêu đó là đủ đắng lòng rồi. Không sao đâu chú. Con có kêu mua bưởi hồi nào đâu mà... Ta thèm rau muống mà mua bưởi, ta thèm dừa mua bưởi. Thì dừa có dừa rồi, rồi rau muống có rau muống rồi, mà bưởi không có. Rồi phải mua cho mấy chú dùng chứ. Một người vợ thì phải chạy đôn chạy đáo, còn chồng thì lo việc nội trợ để cho lo cho những người khách từ phương xa như anh em của tụi mình. Và ngày hôm nay thì đã chia sẻ cái câu chuyện của chú, là một cái câu chuyện của một người nghèo, phải nói là coi như là một ly cà phê 5.000 mà không dám uống. Không phải vì không có tiền, mà đôi khi có tiền cũng không dám ra ngoài xã hội để mà uống, vì sợ người ta dị nghị rằng là mày nghèo mà mày đi uống cà phê. Thật ra chú cứ suy nghĩ như thế này nè, cuộc sống là của mình, và mình sống ở bản thân mình hiểu, và lương tâm mình không cắn đứt là được rồi. Yeah. Chú cứ đi uống cà phê thì thoải mái, người ta cho dù người ta có nói mình đi chăng nữa thì người ta cũng không có cho tiền mình để sống hàng ngày. Yeah. Chỉ có những người nào người ta đồng cảm, người ta hiểu chú, người ta biết hoàn cảnh của chú thì người ta mới chia sẻ với chú. Yeah. Còn cuộc sống của chú, vợ chú cũng như là cháu chú là đó là một cuộc sống bình thường. Có nhu cầu thì mình cứ ra uống cà phê, hoặc là một ví dụ, con ví dụ đơn giản, người ta dẫn vợ con ta đi, người ta có tiền, người ta ngày nào người ta cũng đi ăn cháo ăn hủ tiếu, còn mình không có tiền, một tháng mình đi một lần được không, thì nó vui hơn chứ. Bị hồi nào giờ gia cảnh thì nó thiếu thốn thì đã trước mắt rồi, thấy rồi, mà cái phần ăn uống thì chỉ vợ chồng ăn ở trong nhà thôi, chứ còn đi không có đi ra quán xá mà để ngồi. Mai mốt con là bắt chú bỏ lên xe đi uống cà phê à. Chịu không? Thôi được rồi chú ơi. Thôi được chú ơi. Vậy không ấy bắt con bỏ lên xuồng đi câu đi giăng lưới. Được ạ. Cái đó thì được ha. Dạ. Còn cái kia thì không. Chứ hôm buổi hồ nói đi giăng lưới với ổng cá mè dinh. Dinh gì đó, mình chiên gì đó. Nè nước này thả được nè. Dạ. Chú dạy con giang. Thôi thì rau muống nó cũng là hút nước hết luôn kìa, nên là đỡ thôi, không có làm phiền chú nữa. Mà chia sẻ câu chuyện của chú đến đây thì cô bác quý chị cũng hiểu rồi. Dạ. Một người chồng phải nói là rất là tuyệt vời, mặc dù thiếu thốn về vật chất, nhưng đối với chú thì tình thương đối với vợ con và đối với cháu á thì nó trọn vẹn lắm. Và thậm chí là tình thương đối với anh em của tụi mình, những người ở phương xa đến đây nè. Mặc dù là lạ nhưng mà rất là nhiệt tình, hỏi mượn tiền để đi mua đồ luôn. Thì để chia sẻ cho cô bác với chị hiểu thêm. Còn bây giờ thì các anh em á sẽ ra ngoài kia quay tí xíu nữa kết thúc clip, rồi sẽ cập nhật tình hình nhà liên tục cho cô bác với chị biết ha. Dạ. Rồi chú cười lên ơi, cười lên.
Ủa sao mất răng rồi? Đúng hết trơn rồi. Đâu, cười. Trời ơi. Rụng hết rồi. Dạ. Hồi đó giờ cũng đâu đi trồng đúng không? Không. Trời ơi, gạo không có ăn ở tiền nó đâu còn trầm. Gạo không ăn. Gạo không có ăn mà tiền đâu trồng răng. Xấu quá cô bỏ. Xấu quá mày muốn cô bỏ gán chịu đó. Bỏ thì chịu chứ sao vậy? Bỏ thì chịu. Thương ghê ha. Mà tâm sự với chú thấy vui. Thấy mình cảm thấy mình hạnh phúc ha. Ai lên đi đâu thôi vợ quánh. Trong khi mà các anh em đang phỏng vấn chú á, thì cái anh này ảnh ở trên ảnh làm bọp ở trên, không phải là anh quậy mà anh đang hỗ trợ để sửa lại cái phần mái nhà dưới á, nên là nữa là âm thanh có hơi ồn tí xíu thì cô bác quý chị cũng thông cảm. Làm cái này là làm miễn phí không công á nha. Cái thật ra này để nếu như mà đúng thì đây là cái phần nhà này là chủ nhà sẽ làm. Đúng rồi. Ờ à, đó. Anh Vũ anh kêu mấy anh này nói là uống dừa nhiều quá nên là nữ làm trả lại đúng không? Rồi à, con cóc nó hái ăn luôn anh Bon. Ở à, chứ phần này là hoàn thành cái nhà lớn là xong rồi, nhưng mà anh Vũ anh nói là thôi uống dừa nhiều quá làm trả lại cho người ta. Chứ người ta ăn khế trả vàng còn mấy này nó ăn cóc nó trả lại cái nhà sao. Rồi à, cảm ơn mấy anh nhiều ha. Cảm ơn anh. Rất vui vẻ khỏe nhiệt tình luôn. Nó làm cái máy này thẳng ra ngoài sau lấy tôn cũ dần á thì nó rất là đẹp và tiết kiệm lại cao gáo lắm. Cái bằng này à. Hôm nay là cái căn nhà này thì không có còn sụp sệ nữa, cái nhà sau nó vẫn cao ráo luôn nữa nè. Quá đẹp à. Đó, và đằng trước cái anh thợ đi điện thì các anh em sẽ cập nhật ở lúc sau cho cô bác anh chị biết ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ha.